Xin chào mừng các bạn đã cùng đến với tạp chí game số 149. 7 ngày qua, làng game thế giới tiếp tục chứng kiến hàng loạt những thông tin mới về các tựa game sắp ra mắt, về những đội ngũ làm game, những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển game cùng các sự kiện, giải đấu thể thao điện tử trên toàn cầu. Và tất nhiên đừng quên những tựa game mà các bạn nên chơi trong mục phải chơi ngay, cùng những màn giao lưu thú vị trong góc nhỏ khoảnh khắc game. Ngay bây giờ như thường lệ, hãy ngồi xuống và cùng mình đi một vòng quanh game nhé. Dragon Dogma 2 là một trong những sản phẩm đáng mong đợi tiếp theo trong năm nay, và theo thông tin mới nhất, bạn sẽ cần khoảng 37 tiếng để hoàn thành phần cốt truyện của trò chơi này, hoặc hơn 80 tiếng nếu tôi muốn làm hết phần lớn những gì có trong sản phẩm của Capcom. Theo đạo diễn Hideaki Itano, thời gian hoàn thành Dragon Dogma 2 sẽ không quá khác biệt so với phần game đầu tiên, và tất nhiên là bên cạnh câu chuyện chính thì chúng ta còn rất nhiều nội dung khác để thực hiện. Những đánh giá ban đầu dành cho Dragon Dogma 2 cũng khen ngợi tựa game này rất nhiều, do đó có lẽ chúng ta sẽ không phải lo ngại về một bom xịt mà sẽ tiếp tục là một bom tấn nữa được ra mắt trong năm nay. Dragon Dogma 2 sẽ phát hành vào ngày 22 tháng 3 tới. Trong một bài phỏng vấn dài mới đây, các nhà phát triển chủ chốt của Final Fantasy 7 Rebirth đã thừa nhận họ từng nghĩ rằng sẽ khó để tạo ra sản phẩm này. Theo đạo diễn combat Teruki Endo, khi mới nhìn thấy lượng content khổng lồ cần phải làm cho Rebirth, dù chỉ là trong màn combat, thì vị đạo diễn này đã cảm thấy lo lắng bởi số lượng rất lớn những kỹ năng, hệ thống của các nhân vật trong game, cho tới các loại kẻ thù đa dạng hay các trận đấu chùm. Đạo diễn môi trường Takako Miyake thì nhấn mạnh quá trình tạo ra Final Fantasy 7 Rebirth là vô cùng khó khăn, song đội ngũ phát triển đều thống nhất mọi thứ là vô cùng xứng đáng. Husue Hue Liao, trưởng nhóm thiết kế giao diện người dùng, khẳng định việc làm ra trò chơi này là vui, nhưng lượng công việc thì chẳng hề đơn giản. Final Fantasy 7 Rebirth ra mắt và nhận được đánh giá tích cực, dù doanh số của nó thì còn phải chờ đợi thông tin chính thức từ Square Enix. Nhà sản xuất của Final Fantasy 16 Naoki Yoshida mới đây cho biết phiên bản PC của trò chơi này đang ở giai đoạn tối ưu cuối cùng, sẵn sàng tới tay game thủ. Yoshida cho biết người chơi PC nên dự tính về việc Final Fantasy 16 sẽ yêu cầu cấu hình khá cao bởi nền tảng đồ họa và lượng content ấn tượng mà trò chơi này mang lại. Square Enix cũng dự tính sẽ tung ra một bản demo cho trò chơi, dù thời điểm ra mắt của nó chưa được xác định, có thể là trong vòng 1 năm tới. Final Fantasy 16 ra mắt trên PlayStation 5 vào tháng 6 năm 2023 và có doanh thu không thật sự tuyệt vời, do đó phiên bản PC sẽ có khả năng giúp giải quyết phần nào vấn đề này khi mà Square Enix đang gặp vô vàn khó khăn, sụt giảm tới 2 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường kể từ khi phần game thứ 16 của series lâu đời ra mắt. Cuối cùng thì tựa game đối kháng từng bị rút khỏi các cửa hàng Multiversus cũng đã có ngày trở lại hoàn toàn vào 28 tháng năm tới. Phiên bản này được quảng bá là bao gồm đầy đủ nội dung, trong đó có chế độ PvE và nhiều sàn đấu mới, cùng với sự bổ sung vào một số nhân vật được người chơi yêu mến dù chúng ta chưa biết rõ cụ thể đó là những cái tên nào. Các nhân vật đã có trong game từ trước cũng sẽ được thêm vào nhiều chiêu thức tấn công mới. Ngoài ra, Multiversus cũng được đưa lên nền tảng Unreal Engine 5, mang lại sự nâng cấp đáng kể về đồ họa. Trước đó, Multiversus ra mắt tháng 7 năm 2022 và có được sự chú ý lớn, rồi sau đó bị game thủ quay lưng khi việc bổ sung content được tiến hành quá chậm. Tới tháng 6 năm ngoái, trò chơi này bị rút khỏi mọi nền tảng và tới nay mới được công bố trở lại. Silent Hill 2 Remake, dự án được mong chờ bậc nhất bởi cộng đồng fan hâm mộ đông đảo từ khi công bố tháng 10 năm 2022, rất có thể đã sắp tới ngày ra mắt khi mà tựa game này vừa được đánh giá độ tuổi tại Hàn Quốc ở mức mature do có tính bạo lực cao. Một điều cần nhớ là mọi chuyện mới chỉ là có thể khi mà trước đó Silent Hill The Short Message phải mất 2 năm kể từ khi được đánh giá cho tới khi chính thức phát hành. Sau đó, dù có chất lượng ổn và hoàn toàn miễn phí, song với thời lượng ngắn, The Short Message vẫn khó có thể làm hài lòng mọi fan hâm mộ. Trong khi đó, Silent Hill Ascension lại là một sản phẩm cực kỳ thất bại, khiến cho tương lai của series này trong mắt fan trở nên vô cùng bất ổn. Hãy chờ xem Silent Hill 2 Remake sẽ ra sao khi mà trailer mới nhất của nó được tung ra đã bị chê tới tả. Cuối tuần qua, EA đã tung ra nhiều sản phẩm game cổ điển đáng chú ý của họ lên Steam, trong đó bao gồm nhiều phần game Command & Conquer, Populous, Dungeon Keeper hay SimCity 3000 Unlimited. Những phiên bản này đều là những bản game được patch đến thời điểm mới nhất, bao gồm các cơ chế đầy đủ và tối ưu tốt nhất, theo thông báo của EA. Cho tới thời điểm này, các trò chơi trong bộ sưu tập này đều được giảm giá mạnh cho tới ngày 21 tháng 3, và nếu bạn đã đăng ký dịch vụ EA Play, chúng đều có thể được chơi miễn phí. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý có trong làng game tuần qua. Sắp tới đây, như đã biết, Magic the Gathering sẽ có cho mình nhiều quân bài thuộc vũ trụ Assassin's Creed nổi tiếng, được thiết kế hướng tới những người chơi mới. Trong số các lá bài này, chúng ta có một cái tên khá thú vị, đó là Bụi Rơm. Với cái giá bỏ ra là 2 mana, Bụi Rơm cho phép bạn lựa chọn một quân bài và nó sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu tạm thời, một sự sáng tạo vô cùng hợp lý với những ai đã chơi qua Assassin's Creed, khi mà chúng ta đều biết các sát thủ sẽ vô hình, vô địch tới như thế nào khi nằm trong những bụi rơm khét tiếng này. Dragon Ball Xenoverse 2 vừa qua đã có một bản update nâng cấp đồ họa cho các thế hệ console thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, các fan thì không mấy hứng thú với những thay đổi này, bởi thứ mà họ thấy rõ ràng nhất chỉ là thêm một vài đám cỏ, cũng như cỏ bay trong không khí mà thôi. Ngay lập tức, nhiều meme đã được cộng đồng chế ra để trêu chọc những nâng cấp nhỏ tí xíu này. Dù sao thì với nhiều game thủ khác, chỉ cần Dragon Ball Xenoverse 2 cải thiện thời gian load game đã là mừng lắm rồi.
Trong thế giới của Elden Ring, mạnh là một chuyện, song đẹp cũng vô cùng quan trọng. Nhiều game thủ chơi tựa game của nhà From Software luôn muốn mình sở hữu trang phục ấn tượng nhất có thể và sẽ càng vui hơn khi vẻ ngoài của ta được người khác công nhận. Ở đây là các cảnh sát thời trang, những người invest thế giới của bạn không phải để chiến đấu mà để chấm điểm và nhận xét về trang phục của ta. Thực tế thì hoạt động này đã diễn ra suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, với việc DLC của Elden Ring sắp ra mắt, các cảnh sát thời trang đã trở lại rất đông và mang đến những trải nghiệm ấm lòng cho game thủ. Elden Ring là một siêu phẩm không cần bàn cãi, tuy nhiên không phải ai cũng thấy nó hoàn hảo. Mới đây, một thread tranh luận trên Reddit đã nhận về sự chú ý lớn khi các fan thảo luận về điều mà họ không thích trong Elden Ring. Theo đó, những điểm được cho là chưa hoàn thiện của Elden Ring được nhắc đến nhiều nhất. Có thể kể tới như khu vực Mountaintop of the Giant đôi khi nhỏ hơn họ nghĩ, Dragon Great Claw không thể phóng xét màu đỏ, Melina hầu như biến mất trong suốt cả game hay Vi chỉ xuất hiện như một nhân vật invader, một con boss có thể skip được. Còn bạn, có gì về Elden Ring mà bạn không hài lòng hay không? The Forgotten Land là một phần game Kirby cực kỳ chất lượng. Với sáng tạo có thể nói là thú vị nhất của nó chính là việc cho phép cục màu hồng Kirby có thể nuốt một số vật thể cực kỳ độc lạ và khai thác chúng. Điển hình là chiếc xe ô tô lớn, lớn tới mức mà chúng ta không thể lập tức tiêu hóa cả chiếc xe này, tạo ra một hình thù kỳ dị, ngộ nghĩnh dễ thương. Và mới đây, Good Smile Company đã tung ra sản phẩm figure Kirby nuốt ô tô cho những ai là fan của nhân vật này với giá 25,99 USD, một sản phẩm cực kỳ đẹp. Duy chỉ có điều là phải tới quý 4 năm nay nó mới có mặt trên thị trường mà thôi. Toyota mới đây đã chia sẻ hình ảnh về chiếc xe máy có hình dạng như Mirai Dawn, Pokemon huyền thoại trong Pokemon Scarlet and Violet, mang tên dự án khá dài Toyota Engineering Society Mirai Dawn Project. Chiếc xe này có vẻ ngoài vô cùng giống với Mirai Dawn. Tuy nhiên, nhìn vào thiết kế này thì khả năng vận hành của nó còn là một dấu hỏi lớn và tỷ lệ cao đây chỉ là một sản phẩm quảng bá cho Pokemon mà thôi. Dù sao thì chiếc xe này cũng rất đẹp phải không? Tuần qua, một tin cực buồn đối với những người yêu thích manga, anime và game nói riêng, cũng như văn hóa Nhật Bản nói chung đã xảy ra. Đó chính là việc Akira Toriyama, họa sĩ thiên tài, tác giả của hàng loạt series nổi tiếng đáng chú ý nhất là Dragon Ball, đã qua đời ở tuổi 68 vì căn bệnh tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Trong thế giới game, đóng góp của Akira Toriyama cũng là vô cùng lớn, khi mà nét vẽ của ông đã trở nên vô cùng quen thuộc với fan của những series như Dragon Quest, các phần game Dragon Ball, Blue Dragon, Chrono Trigger hay sắp tới là Sandland, chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả này. Trước khi qua đời, Akira Toriyama cũng đang còn rất nhiều các dự án tâm huyết đang được triển khai sau hơn 45 năm không ngừng nghỉ, mang lại nhiều tuyệt tác nghệ thuật cho thế giới. Thật sự là một mất mát vô cùng đáng tiếc. Ngay sau khi thông tin này được công bố, rất nhiều các tác giả, các nhà làm game, nhà soạn nhạc từng cộng tác với Akira Toriyama cũng như đông đảo người chơi đã đổ vào nhiều trò chơi để gửi lời chia buồn, lời tri ân tới đóng góp của họa sĩ này. Tại buổi tiếp xúc với các nhà đầu tư mới đây, Sega đã một lần nữa trở thành tâm điểm bị chỉ trích, cụ thể là liên quan đến việc tựa game Sonic Superstar không thể đạt được doanh số như kỳ vọng. Sega sau đó đã thừa nhận họ đã quyết định sai lầm khi đặt lịch ra mắt của Sonic Superstar quá gần với Super Mario Wonder, sản phẩm 2D platform vô cùng được chờ đợi của Nintendo, dù tựa game nhà Sega có phát hành đa nền tảng đi chăng nữa. Tuy nhiên, Sega vẫn nhấn mạnh chiến lược phát triển thương hiệu Sonic của họ là đúng đắn và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong tương lai. Họ cũng cho rằng game thủ Nhật Bản thích đồ họa gần với thực tế như Sonic Frontier hơn, trong khi game thủ Bắc Mỹ thì ngược lại có cảm tình với đồ họa đậm chất hoạt hình như xưa. Một điều đáng chú ý liên quan tới Sonic Superstar là nó có giá cao hơn cả Super Mario Wonder, một quyết định mà nhiều game thủ cảm thấy khó hiểu. Helldivers là một tựa game đi theo cách triển khai nhiệm vụ không giống với nhiều sản phẩm truyền thống, khi mà người chơi không đi qua các màn chơi với độ khó tăng dần, mà bạn chiến đấu cùng với một cộng đồng trong một cuộc chiến trải dài khắp hành tinh, tất cả được đạo diễn bởi một Dungeon Master từ Arrowhead. Theo chia sẻ từ CEO của studio này, họ có một nhân viên với cái tên Joey đang đảm nhiệm nhiệm vụ là Game Master. Vai trò này có khả năng rất lớn trong việc điều khiển trải nghiệm của người chơi, và mỗi khi một hành tinh trở nên quá dễ hay quá khó, Game Master này có thể thực thi quyền năng của mình để giải quyết vấn đề, y như một Dungeon Master thực thụ trong Dungeon and Dragon. Thậm chí nhân viên tên Joey này còn làm mọi thứ theo thời gian thực, và nhìn vào số lượng người chơi cực lớn của Helldivers 2 thì có thể thấy rõ người này tài ba tới như thế nào, khi liên tục tạo ra những câu chuyện, những trải nghiệm mới cực kỳ thú vị. JB Perret, sếp của Warner Bros. Discovery Gaming cho biết, công ty này sẽ từ bỏ chiến lược tập trung vào các tựa game AAA dành cho console, thay vào đó chuyển hướng sang các sản phẩm dành cho mobile và game free-to-play, trong đó có game live service. Mục tiêu của hướng đi này là nhằm có được doanh thu ổn định hơn. Thay vì chỉ phát hành một sản phẩm dành cho console rồi kết thúc, công ty này sẽ phát triển các trò chơi live service xoay quanh những thương hiệu nổi tiếng của họ như Harry Potter. Có thể thấy mặc dù Hogwarts Legacy là tựa game bán chạy nhất năm ngoái, tuy nhiên sau khi tính toán doanh thu, cộng với thất bại của tựa game Suicide Squad Kill the Justice League vừa rồi, có thể Warner Bros. Đã phải suy nghĩ lại. Kazuhisa Wada, nhà sản xuất của Persona 3 Reload mới đây, đã chính thức dập tắt hy vọng của các fan khi khẳng định Kotone Siomi, nhân vật nữ chính của phần game này xưa kia, sẽ không bao giờ có mặt trong Reload trong một bản DLC như fan mong muốn. Theo đó, nhà sản xuất này cho rằng đây là điều vô cùng đáng tiếc khi mà việc đưa Kotone vào game sẽ khiến quá trình phát triển gặp vô vàn khó khăn, tốn chi phí gấp nhiều lần so với DLC Episode Aegis ra mắt tới đây.
Thời gian qua, việc Xbox đưa nhiều sản phẩm vốn độc quyền lên các nền tảng khác, bao gồm PlayStation và Switch đã khiến cộng đồng xôn xao với những cái tên Grounded, Sea of Thieves, Pentiment và Hi-Virus. Tuy nhiên, theo cựu phó chủ tịch của Microsoft Peter Moore, ông lớn này đã từng dự định làm nhiều hơn thế khi mà Halo đã được đặt lên bàn cân, liệu có nên đổ bộ lên hệ máy nhà Sony hay không, trong thời điểm mà Xbox 360 vô cùng thành công. Theo Peter Moore, nước đi thời gian qua cho thấy Microsoft đang thử nghiệm mức độ thành công của các sản phẩm này và có thể làm nhiều hơn nếu cảm thấy xứng đáng. Trước đó đã có những tin đồn rằng Starfield hay Indiana Jones có thể có mặt trên PlayStation, dù sau đó điều này bị bác bỏ bởi đích thân Phil Spencer. Một thông tin thú vị nữa mà Peter Moore tiết lộ chính là việc Microsoft từng dự kiến để Xbox 360 là thế hệ console cuối cùng mà họ tung ra, khi cho rằng game thủ sẽ ngừng mua console đắt tiền để chơi game mà sử dụng các thiết bị khác, ví dụ như TV có chip để chơi game chẳng hạn. Mới đây, PlayStation đã tiến hành đóng cửa studio Deviation Game trong bối cảnh ông lớn Nhật Bản vừa sa thải số lượng lớn nhân viên. Trước đó, ngay cả khi thông tin này chưa được công bố chính thức, thì nhiều nhân viên của họ đã lên mạng để tìm kiếm những công việc mới. Deviation Game được thành lập vào năm 2020, tuy nhiên tháng 6 năm 2023, nó đã sa thải 90 nhân viên. Và đến nay, Deviation Game chính thức sập nguồn, trước cả khi họ có thể cho ra mắt một tựa game từ sự hợp tác với PlayStation. Số lượng nhân sự phải nghỉ việc tại các studio trong ngành game chưa có dấu hiệu dừng lại thời gian qua, khi chỉ trong vài tháng đầu năm, nó đã vượt qua con số 7.500. Một tương lai khá ảm đạm sau 40 năm phát triển mạnh mẽ của làng game. Tuần qua cuối cùng thì Paper Mario The Thousand Year Door và Luigi Mansion 2 HD cũng đã có ngày phát hành chính thức. Cụ thể, Paper Mario sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 5, trong khi đó phiên bản cải tiến đồ họa của Luigi Mansion 2 sẽ ra mắt ngày 27 tháng 6 năm nay. Cũng tại ngày của Mario mùng 10 tháng 3 vừa qua, cha đẻ của nhân vật này Shigeru Miyamoto đã công bố bộ phim Super Mario Bros. Sẽ có hậu bản và ra mắt vào ngày mùng 3 tháng 4 năm 2026. Với thành công lớn của bộ phim trước, đây chắc chắn là một sản phẩm đáng mong chờ, dù còn phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể xem nó. Sean Layden, cựu CEO của SAE America mới đây đã một lần nữa khẳng định sự quan trọng của game độc quyền. Theo vị cựu lãnh đạo này, game độc quyền là không thể thay thế khi nó giúp tập trung sự chú ý của game thủ vào những cơ chế của nền tảng console từ nhà Sony. Với các nhà phát triển, những công nghệ sử dụng để tạo ra các tựa game độc quyền cũng là thứ mà họ không thể làm được ở những nền tảng khác. Trước đó, Layden từng bày tỏ sự lo lắng khi mà chi phí phát triển các trò chơi độc quyền đang ngày càng gia tăng, dễ dàng vượt qua con số 200 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, PlayStation chưa bao giờ là nền tảng chỉ dựa vào game cây nhà lá vườn, khác với Nintendo hay Sega trong những năm 90. Với ví dụ rằng, top 10 trò chơi trên Nintendo 64 của Nintendo, tất cả sẽ là game từ nhà phát hành này. Tổ chức phi lợi nhuận Esports World Cup Foundation đứng sau sự kiện Esports World Cup được tài trợ bởi nhà nước Ả Rập Xê Út mới đây đã công bố hợp tác với nhà phát hành game Level Infinite trực thuộc Tencent. Điều này giúp cho các trò chơi PUBG Mobile cũng như Honor of Kings sẽ có mặt tại các giải đấu Esports cực lớn này. Cùng với đó là hàng loạt các sự kiện hợp tác khác sẽ được tổ chức trong vòng 3 năm tới. Với sự bắt tay này, Level Infinite mong muốn hệ sinh thái của hai trò chơi nói trên được đẩy lên một tầm cao mới. Esports World Cup là sự kiện Esports lớn nhất trong lịch sử với sự có mặt của hàng loạt những trò chơi đình đám. Tuy nhiên, sự dính líu của nhà nước Ả Rập Xê Út vào sự kiện này cũng khiến nó bị chỉ trích bởi nhiều yếu tố mờ ám, khi có quan điểm cho rằng quốc gia này đang sử dụng thể thao điện tử để tẩy trắng cho những hành vi sai trái. Sáng sớm 11 tháng 3 năm 2024 theo giờ Việt Nam, hai giải đấu vô địch vùng bờ Đông và Tây nước Mỹ trong khuôn khổ giải Motor Combat 1 Competition đã chính thức khởi tranh lần thứ hai. Danh sách hai nhà vô địch bất ngờ thay lại không có tên của Sonic Fox, thay vào đó là Ninja Killer và Rain. Đáng chú ý là nhà vô địch miền Tây Rain năm nay mới chỉ 17 tuổi nhưng đã khẳng định kỹ năng và kinh nghiệm không thua kém gì các đàn anh đi trước. Cậu bé này đã xuất sắc giành chiến thắng trước hai đối thủ vô cùng sừng sỏ là Sonic Fox và King Gambler bằng cặp đôi Melina Cung Lao. Để giải thích trận thua của mình trước Rain, Sonic đã nói trên trang X cá nhân rằng mình đã chọn nhầm Cameo Cung Lao thay vì Chameleon, nhưng cũng bày tỏ sự hâm mộ với Rain khi trở thành nhà vô địch khi mới 17 của Mortal Kombat. Game thủ nổi tiếng bày tỏ rất mong chờ một màn tái đấu trong tương lai, quả là tuổi trẻ tài cao đúng không nào? Ra mắt với sự tranh cãi lớn về chất lượng đến mức một số fan lâu năm phải nhận xét rằng game đang dần dead. Tuy nhiên, Counter-Strike 2 lại cho thấy tình hình thực tế hoàn toàn trái ngược khi mà mới đây trò chơi bắn súng nhà vào đã có được số người chơi đồng thời đạt đỉnh kể từ khi ra mắt vào ngày 9 tháng 3. Dẫu cho Set 2 vẫn gặp phải nhiều vấn đề, tuy nhiên nó đã có cho mình thời điểm đạt mốc game thủ cùng lúc tham gia ở con số 1,5 triệu. Để rõ ràng là thông tin đáng mừng, dù nhiều game thủ vẫn tỏ ra hoài nghi rằng con số này có đóng góp của những tài khoản bot được đưa vào game để cheat hoặc thao túng thị trường, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng với một trò chơi mà bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền thật từ nó như Set 2. Dù sao thì cũng chưa thể chứng minh rằng có bao nhiêu tài khoản ảo trong Counter-Strike 2, do đó cứ vào game chơi một ván đi đã nhỉ. Tuần qua, Blizzard Entertainment đã công bố về sự kết hợp giữa trò chơi của họ, Overwatch 2 và bộ anime đỉnh cao Cowboy Bebop. Sự hợp tác này được công bố thông qua một đoạn trailer chính thức vô cùng đúng chất Cowboy Bebop trên nền tảng bản nhạc tanh nổi tiếng. Năm nhân vật Overwatch sẽ có cho mình skin trong đợt hợp tác này, bao gồm KCD là Spy Spiegel, Ash là Faye Valentine, Mauga là Jet Black, Sombra là Ed, Wrecking Ball là Koki En. Cowboy Bebop là bộ anime nổi tiếng gồm 26 tập,
phát sóng từ năm 1998 đến 1999 cực kỳ được yêu thích. Bản mod ấn tượng Vampire The Masquerade Redemption Reawakened dành cho Skyrim, biến tựa game của nhà Bethesda trở thành một cái tên như lột xác, trở thành trò chơi cult classic Vampire The Masquerade xưa kia, mới đây đã có cho mình một bản update cực lớn, phô diễn thông qua đoạn video dài 10 phút là bối cảnh London năm 2000. Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện Vampire The Masquerade Redemption Reawakened còn tạo ra cơ chế bắn súng tương đối đã tay dành cho sản phẩm của mình, trên nền tảng là Skyrim đã nhiều năm tuổi. Trước đây Vampire The Masquerade Redemption Reawakened chỉ có cho mình bối cảnh trung cổ, nhưng nay bằng nỗ lực của các fan, một thành phố hiện đại đã có cho bản mod này, cho phép bạn trải nghiệm bầu không khí vô cùng thú vị, dù tất nhiên là lối chơi thì còn hơi khập khiễng một chút, bởi dù sao thì Skyrim cũng đã già cỗi lắm rồi. Mới đây Microsoft đã giới thiệu nhiều hơn về công cụ phát triển game API, Microsoft Direct Xr sắp tới của họ. Khác với những thông tin trước đó, đây không phải là một công nghệ Xr mới, mà thay vào đó nó sẽ giúp các nhà phát triển có thể ứng dụng nhanh chóng những công nghệ như DLSS, FSR hay XeSS vào sản phẩm của họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trước đây nhà phát triển game sẽ phải áp dụng từng loại công nghệ tăng cường độ phân giải vào trò chơi của mình, và điều này là vô cùng tốn kém thời gian cũng như có khả năng làm phát sinh các lỗi mới. Do đó Microsoft Direct Xr Super Resolution API mong muốn sẽ thay đổi vấn đề này với việc cho phép kích hoạt tất cả những công nghệ nói trên vào game chỉ qua một vài đoạn code. Công cụ này sẽ sớm có mặt để cộng đồng trải nghiệm trong thời gian tới. Tuần trước, một nhóm tội phạm mạng thông báo họ đã có được một lượng lớn data, trong đó có nhiều thông tin nhạy cảm từ Epic Games. Nhóm này đã đòi $15,000 cho số data này. Tuy nhiên thời điểm đó, Epic Games cho biết họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về một vụ rò rỉ dữ liệu, và nay toàn bộ vụ việc này đã bị vạch trần là một vụ scam. Theo đó, nhóm này đã thừa nhận họ thực hiện hành động này nhằm lừa đảo các nhóm hacker khác. Cụ thể, nếu như thông tin nhóm này có được data từ Epic Games được lan rộng, có thể sẽ có những nhóm hacker khác tin rằng họ có được công cụ có thể phá vỡ hàng rào bảo mật của những công ty lớn. Từ đây, nhóm hacker nói trên có thể bán những công cụ giả mạo có chứa mã độc cho các nhóm hacker khác. Thực tế thì đã có tới 8 người mua về công cụ giả này. Đúng là kỳ công. Một nguồn tin cho biết, Nvidia đã ngừng sản xuất dòng các đồ họa GTX 16 series, số sản phẩm còn lại dự kiến sẽ bán hết trong vòng 3 tháng tới. Sau đó không còn bất kỳ các đồ họa GTX nào sẽ còn được phân phối cho các bên bán ra. Hiện tại thị trường được cho là chỉ còn các sản phẩm GTX 1630 và GTX 1650. Dòng các GTX bắt đầu ra mắt năm 2004 với thế hệ GeForce 7 series. Những năm gần đây, dòng các này được sử dụng cho các sản phẩm có mức giá phổ thông, bán song hành với thế hệ các RTX mạnh mẽ. Ra mắt bắt đầu từ năm 2018 với GeForce 20 RTX series. Sau khi dòng các GTX không còn, Nvidia được cho là vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các cạc đồ họa GTX 16 trong vài năm nữa. Hai kỹ sư game mới đây đã tiến hành hack và lập trình sản phẩm wireless router TP-Link TLWDR4900 cho phép thiết bị này có thể chơi được huyền thoại Grand Theft Auto Vice City ra mắt năm 2002. Tất nhiên, tự thân chiếc router này không thể dùng để chơi game được, mà hai kỹ sư này đã phải sử dụng GPU và các đồ họa gắn ngoài kết nối với nó để giúp việc trải nghiệm game được diễn ra. Thực tế thì những năm qua, nhiều công ty luôn quảng bá với các sản phẩm gaming router, dù chất lượng thực sự của chúng vẫn còn phải bàn cãi. Chính vì cảm thấy khó chịu với những chiêu trò quảng cáo này, hai kỹ sư của chúng ta đã ra tay, tạo ra sản phẩm gaming router thực sự của chính họ. Chào mừng các bạn đã cùng đến với chuyên mục Phải Chơi Ngay của ngày hôm nay. Tuần này mình muốn giới thiệu tới cho các bạn một trò chơi dù sở hữu cơ chế khá đơn giản, nhưng mức độ sáng tạo và thử thách trong sản phẩm này là không hề nhẹ. Tựa game của ngày hôm nay có tên Temari. Temari nói về cô bé cùng tên Temari trên con đường giải quyết một cái cây quỷ mà rễ của nó đang lan rộng khắp cả một vùng đất, bóp nghẹt những cây hoa hướng dương mà cô nàng yêu quý. Cùng với người bạn đồng hành là một chú mèo thân, chúng ta sẽ cần phải vượt qua những thử thách khó nhằn. Trong tay là cây cung của Temari. Cũng chính cây cung này là khởi nguồn của cơ chế đặc biệt nhất của Temari, khi cô nàng có thể bắn ra những mũi tên, găm chúng vào các bề mặt, sau đó nhảy lên chúng để búng người lên vị trí ta cần tới. Càng qua bàn, khó khăn càng chồng chất, điển hình là việc ta phải sử dụng nhiều mũi tên, tạo ra những chuỗi nhảy nhót vô cùng chính xác chẳng hạn. Những mũi tên này cũng không tồn tại vĩnh viễn, chúng sẽ gãy sau một khoảng thời gian hoặc khi ta đã nhảy lên 2 lần. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về Temari. Tựa game này đặt nặng yếu tố cho phép người chơi cố gắng thu hẹp kỷ lục mỗi lần chơi nhất có thể, khi ta có thể chơi lại nhanh chóng mọi màn chơi hoặc vượt qua chú mèo thần để nhận về những phần thưởng riêng. Một trò chơi với cơ chế dù thoạt nhìn đơn giản, song lại cực kỳ khó nhằn, đi cùng với sự cuốn hút đấy. Và bây giờ hãy cùng kết thúc tạp chí game hôm nay với khoảnh khắc game cùng chủ đề với những bộ manga anime mà các bạn muốn được chuyển thể thành game nhất. Sau đây là những câu trả lời đáng chú ý mà mình đã tổng hợp được. Xin lưu ý là mình sẽ cố gắng chỉ chọn ra những cái tên chưa có game thôi nhé. Đầu tiên, bạn Khánh Trịnh John Nam Ly nhắc tới High School of the Dead, một tác phẩm sinh tồn zombie hậu tận thế khá hay. Một phần theo bạn là đón yêu thích cũng nhờ thiết kế của nhân vật nữa, một bối cảnh phù hợp để làm ra một trò chơi. Tiếc rằng sản phẩm này sẽ mãi mãi không thể được hoàn thành. Elemamo 1352 muốn một tựa game chuyển thể từ bộ manga Kisusu Gakko no Alice Juliet dưới dạng visual novel để bạn có thể tán tỉnh cô nàng mà mình yêu mến. Đây có lẽ cũng là mong muốn của nhiều game thủ nam đấy. Vinh Phạm 450 thì nghĩ tới một trò chơi quản lý kết hợp visual novel lấy bối cảnh bộ manga Little Lotus. Điều thú vị là bộ truyện tranh này cũng có lấy bối cảnh tại Việt Nam, do đó đây có lẽ sẽ là trò chơi mà nhiều game thủ Việt mong chờ.
một bạn có cái tên khá khó đọc thì đề xuất ý tưởng về một tựa game Chainsaw Man, tất nhiên là sẽ cho phép chúng ta hóa thành quỷ cưa để chiến đấu tại Tokyo, một trò chơi mà chắc hẳn sẽ vô cùng điên cuồng. Nguyễn Phương OX7RD thì cho rằng nếu thế giới trong Soso no Frieren được đưa lên game thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Bạn cũng tưởng tượng ra một vài cơ chế sẽ có trong trò chơi này và không thể chờ được để trải nghiệm nó. Violet Evergarden 8994 lựa chọn cái tên đúng như tên của bạn, đó chính là Violet Evergarden. Bạn chờ đợi một trò chơi thuộc thể loại phiêu lưu với bầu không khí nhẹ nhàng, tuy nhiên đôi khi kết hợp với hành động một chút cũng ok. No Name Gaming 6774 lại là một khán giả đam mê những cái tên như Zurukem hay Johnny of Elena, và nếu những cái tên này được lên game, bạn muốn trở thành một lữ khách đi phiêu lưu khắp thế giới, ghé qua từng vương quốc, nơi có văn hóa, truyền thống, kiến trúc và con người hoàn toàn khác biệt. Trần Trương 2065 chỉ rằng bản thân không phải quý bỉu, tuy nhiên vì bạn đã phải làm bộ truyện Vagabond nên cũng muốn hóa thân thành Miyamoto Musashi huyền thoại một lần cho biết, một tác phẩm đích thực là vô cùng tuyệt vời. Tuấn Anh Nguyễn gọi tên All You Need Is Skill khi bạn cho rằng sản phẩm này vốn đã hội đủ tất cả những yếu tố để trở thành một tựa game rồi. Vân Cao Võ 7527 muốn chuyển thể Kekkai Sensen trở thành một tựa game bán mở thuộc thể loại hack and slash, pha lẫn vào đó một chút yếu tố trinh thám kỳ bí. Bạn chia sẻ rằng cảm giác sử dụng máu để tiêu diệt, phong ấn những con quỷ trong một thế giới đậm nét văn hóa Anh chắc có lẽ sẽ khá thú vị. Và đó là những cái tên đã xuất hiện trong khoảnh khắc game của tuần này. Bên cạnh những sản phẩm nói trên, khá nhiều cái tên khác cũng đã được các bạn nhắc tới như Jujutsu Kaisen, Fullmetal Alchemist, Black Lagoon, One Punch Man, Fairy Tail, One Piece hay Naruto. Rất cảm ơn các bạn đã cùng tham gia với chúng mình trong tuần qua. Tuần này hãy cùng mình đến với một chủ đề mới nhé. Chơi game là một thú vui của rất nhiều người chúng ta, với mục đích cao nhất có lẽ là để giải trí. Tuy nhiên nếu gặp bug game thì sẽ vô cùng khó chịu phải không? Vậy thì trong quá trình chơi game, có lỗi nào mà các bạn cảm thấy khó chịu hay thấy chúng hài hước, đáng nhớ nhất hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Tạp chí game tuần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một subscribe cho chúng mình nhé. Ngoài ra hãy truy cập trang Facebook hoặc Discord của Phê Game để hòa mình vào cộng đồng người xem đông đảo cực kỳ nhanh nhít. Và nếu các bạn thật sự yêu mến cũng như muốn ủng hộ nhiều hơn cho Phê Game chúng mình thì có thể nghiên cứu tham gia chương trình membership với nhiều ưu đãi đáng giá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau.